Thế nhô cả nhà yêu dấu lại là mưa đây chứ còn ai vào đây nữa. Hôm nay chúng ta sẽ khám phá siêu phẩm dài tập mang tên ơn Chaman Plaza nhé. Không để mọi người chờ lâu, bắt đầu thôi nào. Mở đầu phim, lữ đoàn cơ động đặc biệt số 1 được cử đi tấn công con quái thú khổng lồ cao 50m đến từ không gian. Mật danh của nó chính là Bazanga. Một số thành viên trong đội là người mới lên vô cùng lo lắng, nhưng trái ngược hoàn toàn, đội trưởng Gento không những không sợ sệt mà tí ngủ thêm được giấc nữa. Mọi người bàn bạc kế hoạch tác chiến lần cuối và chuẩn bị đồ nghề ứng chiến con quái vật dị hợm. Gento dẫn đường nhảy dù xuống cho các cô em phía sau đỡ hoảng loạn. Phía bên dưới, con quái vật đang ngày càng hung hăng. Nó đi đến đâu nơi đó biến thành đống đổ nát đến đó. Tin tức về con quái vật đang thông báo trên cả nước. Phía quân đội cũng đang có những động thái chuẩn bị ném bom về phía Bazanga. Nhưng bom mìn đối với con dị hợm này không khác gì gãi ngứa cho nó. 20 quả bom được ném xuống mà không hề có kết quả. Từ trên cao, đội đặc nhiệm đang dần tiếp cận được Bazanga. Vì nhìn thấy quân cứu viện đã tới, quân đội cũng ra lệnh ngừng bắn ngay tức thì. 5 người đội đặc nhiệm đã hạ cánh an toàn. Họ khẩn trương di chuyển tới nơi con quái vật đang đi qua. Các thành viên khác trong lực lượng đặc nhiệm chia nhau ra đi tới các điểm bắn khác nhau rải rác khắp thành phố. Con quái vật có vẻ cảm nhận được sự nguy hiểm nên nó đã chủ động tấn công. Công cuộc tiêu diệt con quái vật có vẻ khó nhằn hơn Gento nghĩ. Cấp trên vì muốn tránh thêm thiệt hại đã ra lệnh hủy kế hoạch tấn công của đội đặc nhiệm. Cấp trên quyết định hạ gục con quái vật Bazanga bằng một cơn mưa hỏa lực đúng nghĩa. Một người cho rằng họ cần một loại hỏa lực đặc biệt, may ra có cơ hội trước Bazanga. Bên này, con quái vật không hề ngồi im mà liên tục tấn công mọi thứ xung quanh. Naguza thì muốn tiếp tục chiến dịch nhưng các đồng đội thì lại say no. Họ nhận lệnh chỉ huy rời khỏi hiện trường vụ tấn công ngay tức thì. Phía bên đội trưởng Gento cũng liền nhận ra đội đặc nhiệm của mình đã giải tán. Nhưng lệnh cấp trên là việc của cấp trên, nghe hay không lại là việc của anh. Gento nhận ra đang có 2 phi cơ chiến đấu trên bầu trời. Gento nhấc máy liên lạc liền tay. Anh hiểu được rằng cuộc tấn công không hề có kết quả cũng như hỏa lực đang hết dần. Gento mong rằng 2 phi công có thể dụ con quái vật đến tòa nhà gần nơi anh đang phục kích. Thích thì chiều 2 chiếc phi cơ dẫn dắt con điên Bazanga đến tức thì. Cứ tưởng con hàng này mềm chỉ chơi cận chiến, ai ngờ nó nhổ cả nước bọt tầm xa. Sau nhiệm vụ, 2 phi cơ cút nhanh trước khi quá muộn, giao lại mọi việc còn lại cho Gento. Đội trưởng cùng các đồng đội súng lên nòng sẵn chờ con hãm đi tới. Họ chỉ có 2 viên đạn đặc biệt, vì vậy việc chất chiêu là vô cùng cần thiết. Bằng một cách thần kỳ nào đó, Gento có thể nhìn trước tương lai trong một khoảng thời gian nhất định. Anh biết rằng bắn một viên vào mặt con quái vật này không hề ăn thua, nên anh quyết định nhảy xuống tấn công luôn. Mấy anh đồng đội mới thấy vậy tưởng anh bị ngáo, nhưng không. Trước đây đã rất nhiều lần đội trưởng ra tay tương tự. Đầu tiên, Gento cố gắng tìm kiếm những người bị thương gần nhất có thể. Anh thành công cứu được một đồng đội xong cầm luôn khẩu bazooka của anh ta. Gento ra lệnh chuẩn bị sẵn đạn đặc biệt khô máu tới cùng. Anh ra lệnh thì em bắn, anh thích thì em chiều. Viên đạn đầu tiên đã bắt đầu găm vào người con dị hợm. Nhưng kết quả khá buồn là nó không sao hết. Con quái vật bắt đầu hung hăng hơn, phá hủy mọi thứ nó đi qua. Vị trí Gento đang đứng đang trong phạm vi báo động. Mặc dù đồng đội đã bảo anh hay rời đi bỏ cậu ta lại, nhưng với tư cách một người chỉ huy, anh không cho phép điều đó xảy ra. Đang nói dở thì người đồng đội lăn đùng ra ngất luôn. Từ trên tay Gento xuất hiện huy hiệu và một viên đá kỳ lạ. Khi anh ghép hai thứ đó thành một nguồn sức mạnh khổng lồ đã được thức tỉnh. Anh biến thành ơn Chaman nâng nguyên một tòa nhà to trà bá trước mặt, ú ỏa con hàng mềm bất ngờ chưa này. Thoát ẩn thoát hiện, anh từ từ đi ra trước mặt con điên không biết điểm dừng. Đồng đội bên dưới nhìn thấy thì mặt trời chân lý chói qua tim luôn. Khởi động chân tay vài phát cho đỡ bị căng cơ, con quái vật thấy anh ngứa mắt quá liền tấn công phủ đầu. Thấy ơn Chaman Plaza im tưởng ngon dễ ăn hiếp nhưng không bé ơi. Anh lao tới cho nó pha lên gối vào thẳng người cho chừa thói nghịch dại. Đồng đội bên dưới nhìn đội trưởng bón hành con quái vật cũng lú như con cú luôn. Trận đấu một chiều vẫn đang diễn ra vô cùng sôi động.
nhưng Gento lần đầu biến hình anh chưa quen kiểm soát năng lượng. Một hồi sau liền bị con quái vật giã ngược, từ phía xa một viên đạn đặc biệt nữa bay tới cắm vào con quái vật. Người bắn viên đạn đó chính là Amy, bắn xong cô liền rời đi ngay sau đó. Con quái vật ăn thêm một viên đạn nữa, đầu óc dần lú lẫn lắm rồi. Lú đến lỗi nó xịt không ra đạn nữa luôn mà, ha ha. Thôi không sao, nhân lúc em yếu anh yêu luôn cũng được. Ultraman Braza tận dụng thời cơ tấn công liên tiếp vào con quái vật càng đầy thịt. Càng mày to nhờ, càng mày nhiều thịt nhở. Cho anh xin cái càng nhé em. Chơi chán chê, Ultraman Braza rút vũ khí của mình ra kết liễu quả càng siêu to khổng lồ luôn. Xong xuôi công việc, Ultraman Braza bay thẳng về phía vũ trụ biến mất. Một lúc ngay sau đó, đội trưởng Gento cũng đã tỉnh dậy trước sự lo lắng của toàn bộ thành viên. Mọi người hò reo vui mừng trước cuộc chiến cực kỳ khốc liệt. Trong tay Gento vẫn còn đó viên đá thần kỳ giúp anh biến dạng thành Ultraman Braza. Sau khi chiến thắng vang dội trước ba Zanga, Gento được tham mưu trưởng mời tới nói chuyện riêng. Ông cho rằng chiến dịch trước đó của anh khá tốt, nhưng so với hiện tại vẫn là chưa đủ. Vì trước đây lực lượng phòng vệ toàn cầu không hề có nhiều kinh nghiệm chiến đấu với Kaiju nên vô cùng nguy hiểm. Đó chính là lý do một lực lượng đặc biệt chuyên phân tích hoạt động của Kaiju được thành lập. Khi cần thiết họ có thể tiêu diệt chúng ngay tức thì. Đơn vị này mang tên đội phản ứng quái thú đặc biệt Sơ Cát. Đặc biệt hơn nữa, Gento được bổ nhiệm vị trí đội trưởng ngay sau đó. Gento khá bất ngờ vì sự đường đột này. Tham mưu trưởng hỏi anh liệu rằng người khổng lồ bạc Ultraman có phải kẻ thù cần tiêu diệt. Tất nhiên Gento khẳng định Ultraman chỉ giúp con người. Dường như không ai biết được rằng chính Gento đã biến thành Ultraman Braza. Nhưng nếu Braza xuất hiện lần nữa, anh sẽ là mục tiêu để tiến hành điều tra. Sau một hồi hoài niệm, Gento nói cho tham mưu biết Titan khổng lồ đó chính là Ultraman Braza. Tại một con thuyền đang trôi nổi ngoài khơi Nhật Bản, Zada phát hiện một sinh vật khổng lồ đang tiến tới từ bên dưới con thuyền. Thôi câu cá gì nữa, chạy nhanh đi trước khi mọi chuyện dần tồi tệ hơn, nhưng có vẻ không kịp mất rồi. Cái tên Ultraman Braza được công bố khắp các tin tức lớn nhỏ trong cả nước. Tham mưu đưa danh sách các thành viên cho Gento lựa chọn. Đây là những con người ưu tú nhất được chọn lọc cặn kẽ. Cuộc gặp mặt các thành viên khác gấp rút được thực hiện. Thành viên đầu tiên là một cô gái dễ thương. Vừa đến nơi, cô uống hết luôn một cốc nước. Không những thế còn định gọi thêm mấy cái pizza nữa mới tải. Gento thấy không ổn, đang định rời đi thì bị cô gái cản lại. Nhưng không ngờ cô chính là người giúp anh bắn con quái vật Ba Zanga. Hai người đành ngồi xuống tâm sự mỏng một chút. Nói chuyện xong xuôi, Amy đưa Gento tới nơi các thành viên còn lại. Naguza được đề cử làm đội phó luôn mới ngầu, vì sự can đảm không lùi bước khi gặp quái vật cũng như bỏ lại đồng đội. Đó chính là một vị trí thích hợp dành cho anh. Tiếp theo, hai người đến một võ đường trông khá hiện đại. Nữ võ sư Minami chính thức được ngỏ lời mời. Hầu như mọi người đều biết đến danh tiếng của Gento nên không hề chần chừ ký vào đơn xin gia nhập luôn. Đến khi tuyển thành viên thứ 5 thì mọi việc không được suôn sẻ cho lắm. Thành viên được chọn đã chuyển công tác khỏi nhà máy từ lúc nào không hay. Con quái vật ngoài biển vẫn tung tăng nhảy múa vô tư. Chỉ huy Gento giới thiệu cho họ trụ sở di động của nhóm. Nó đơn giản chỉ là một chiếc xe ô tô khá là đơn giản. Nơi tham quan tiếp theo của cả nhóm là kho vũ khí cùng các trang thiết bị tối tân. Nagu ra test thử thiết bị di động, ai ngờ nhận được thông tin cấp cứu. Một thủy quái vừa đánh chìm tàu chở hàng tại quần đảo Shichijojima. Chính phủ đã cử một đội tàu ngầm đặc biệt đến điều tra. Không ngờ rằng Amy lại biết tên con thủy quái đó. Nó chính là Gedos, quái vật biển. Bình thường nó sống dưới đáy đại dương và vô cùng ngoan ngoãn. Nhưng khi chúng đói, chúng sẽ lên nước cạn tìm cá để ăn. Amy phụ trách thu thập thông tin. Miami phụ trách phương tiện đi lại. Còn Nagura phụ trách liên hệ với tham mưu trưởng để biết thêm các thông tin mới. Dưới đáy đại dương, Gedos đang múc bang cá trong các thùng hàng. Trời đánh tránh miếng ăn, tàu ngầm đột nhiên tấn công nó. Nhưng cái kết thì ai cũng biết rồi đó. Tin tức ngay lập tức được truyền tới Gento. Quân đội đang huy động toàn bộ lực lượng hải quân để úp sọt con quái vật. Người dân xung quanh chỉ biết cầu nguyện để con thủy quái không múc bang mình. Tham mưu trưởng thì thúc giục nhóm Sơ Ca giải quyết con quái thú ngay tức thì. Nhưng vũ khí cũng như quân lực của nhóm là chưa đủ. Gento suy nghĩ nhức cả cái đầu. Thôi kệ, liều một phen chơi xả láng với con dị hợm đó luôn. Con quái vật bắt đầu tiến vào đất liền mặc kệ mưa bom bão đạn của quân đội. Họ càng tấn công, con quái vật càng hung dữ tột cùng. Tất nhiên mục tiêu của nó vẫn là tấn công vào để ăn cá là chính. Háu ăn thật sự luôn đó. Gedos từng xuất hiện ở thời kỳ Edo. Nó ăn hết thủy sinh xung quanh và tấn công vào thị trấn, hút hết thức ăn thừa còn lại. Cứ để nó múc bang như vậy không ổn lắm thì phải.
Sau một hồi quan sát, họ thấy nó thải khí nóng ra từ phía sau. Chắc chắn đây là để cân bằng cơ thể khi trên cạn. Nếu tận dụng sơ hở tấn công vào đó, cửa thắng của họ sẽ mở ra. Cuộc tấn công bắt đầu nổ ra. Gento quyết định sẽ lao tới tấn công con quái vật. Amy liên lạc quân đội và xin lệnh ngừng bắn cho ông sếp mình thu xếp con hàng mềm này. Con thủy quái điên dại định đớp thuyền ông lão. Ông lão không còn gì để mất, tí lao tới xiên cho nó phát. May kịp thời Gento dừng lại. Vào những lúc nguy hiểm, sức mạnh chính nghĩa chính thức trỗi dậy. Thấy anh mày hiền bắt đầu làm tới à? Ơn Chaman Braza xuất hiện này các bồ tèo ơi! Khởi động đấm yêu cái vào má cho tình cảm cao trào. Chơi chán rồi lao vào nghiêm túc tí nào. Lưỡi mày dài nhỉ, lưỡi mày to nhỉ. Ơn Chaman Braza cắt nhẹ cái lưỡi thâm xì luôn. Con quái vật vừa mất lưỡi vừa mất một khúc cá đành rời đi trong đau đớn. Hít đùa tí mà thằng này nó đánh thật mới đau. Nhưng Ơn Chaman nói không với đùa. Ông lão đánh cá Ơn Chaman Braza cùng con cá vàng Gedos chính thức xuất bản. Anh kết thúc bằng một pha cá xiên nướng muối ớt chuẩn chỉnh. Đồng đội không ngờ rằng ông sếp ngáo ngơ mình lại trâu bò như vậy. Vẫn như kịch bản cũ, Ơn Chaman Braza bay đi mà không cần cánh. Ông lão vui vẻ vì giữ được chiếc thuyền kiếm cơm của mình. Ông nhận ra chính họ làm ô nhiễm biển lên Gedos đã không còn đồ ăn. Nếu tình trạng này lặp lại một lần nữa, bọn chúng sẽ trở lại. Biệt đội đặc nhiệm sờ cát quay trở về nhà máy. Không nhờ họ nhận được tin vui khi thành viên cuối cùng đã nhập bọn. Cậu ta chính là Bando. Cả nhóm vừa giới thiệu xong thì được tham quan vũ khí robot chống lại quái thú. Nó được biết với cái tên Earth Garon. Tham mưu trưởng giao vũ khí này cho đội đặc biệt sờ cát. Ông hy vọng không cần đến Ơn Chaman, họ cũng có thể băm bọn Kaiju ra bã. Tập 1 và 2 kết thúc ở đây nhá. Hẹn gặp lại cả nhà vào ngày mai cùng những tập phim mới ạ. Chào cả nhà, lại là Mưa đây. Nay chúng ta tiếp tục khám phá Ơn Chaman Braza nhé. Mở đầu phim là hình ảnh một con quái vật kỳ dị đang hút hết chất lỏng khổng lồ. Để khám phá nó là ai, chúng ta cùng vào tập phim nha. Tập phim nối tiếp phần trước khi cả nhóm được giao Earth Garon. Con robot này cao 50m, nặng 25.000 tấn. Trên miệng nó được trang bị pháo tụ phân tử Earth Fire. Hơn thế nữa, vai nó còn có 5 lõi tên lửa bá cháy bọ chét. Tốc độ của nó thì khỏi phải bàn. Robot này đã được Bando dày công nghiên cứu từ rất lâu. Nhưng tiếc thay, anh lại không hề biết lái nó. Thôi thì ba anh em chịu khó học hỏi dần vậy. Đang chém gió bon miệng thì Nagu ra thông báo các bể chứa chất lỏng trên toàn thế giới đã bị hút hết sạch. Toàn bộ Titerium trên các quốc gia hùng mạnh đều không còn. Nó được biết tới là một nguồn năng lượng vừa sạch vừa an toàn, còn nói không với cháy nổ nữa. Con quái vật này đúng là sành ăn quá đi thôi. Mặc dù bộ chỉ huy đã biết nhưng họ lại đang bận rộn giải quyết hậu quả từ hai cuộc tấn công trước. Thôi cái gì cũng đến tay anh em mình, đội trưởng Gento liền ra lệnh phát động chiến dịch chống Kaiju. Nhưng trước khi đi so găng cùng con Kaiju, họ phải huấn luyện cái đã. Họ không chỉ tập luyện sức mạnh cơ bắp đơn thuần. Hơn thế nữa còn rèn luyện cả kiến thức chuyên môn. Bên cạnh đó còn bổ túc thêm chiến thuật tác chiến bằng mô hình mini nữa nè. Gento chợt nhớ lại những gì đã trải qua trong quá khứ. Khi anh cố gắng cứu mọi người nhiều nhất có thể, một cánh cổng sáng không gian xuất hiện. Bên trong có một bóng người, anh không hề do dự nhảy vào cứu luôn. Đó cũng là duyên số khiến anh trở thành Ơn Chaman Braza. Quay trở lại thực tại, anh nhìn ảnh vợ con mình lần nữa, tay đeo nhẫn chuẩn bị lên đường chiến đấu. Các nhà khoa học cho biết con Kaiju đang ngày càng tấn công các kho Titerium lớn hơn. Chỉ có thể bay nó mới có thể vận chuyển đám khí lỏng ấy đi mà không ai nhìn thấy, hoặc có thể nó di chuyển dưới lòng đất hay lòng xào dưa gì đó. Titerium chỉ là một chất bình thường, nhưng khi năng lượng khổng lồ được tập hợp, một vụ nổ to trà bá sẽ được kích hoạt. Con quái vật ngày càng to, nó có xu hướng tiến tới Nhật Bản. Đáng tiếc thay, radar cũng không thể ghi hình được nó. Gento hỏi ý kiến Miami về cách xử lý con dị hợm này. Họ quyết định không để nó hút Titerium nữa. Cả đội sẽ tấn công kéo con quái vật ra ngoài biển. Nhưng họ không thể dùng hỏa lực trong phạm vi gần nó. Nếu như vậy sẽ tạo ra phản ứng năng lượng nổ tung người mất. Kế hoạch đang dần đi đến các bước cuối cùng thì Gento nhận được điện thoại khẩn cấp. Amy thông báo viện tổng hợp năng lượng tại thành phố Kusubam, Ibaraki vừa bị tấn công. Kaiju là một con bọ cánh cứng to khổng lồ cao tới 60m lận. Tên nó chính là Taganuler.
Đó là tên gọi được sở chỉ huy đặt tên. Họ đang có ý định tấn công hỏa lực vào con Kaiju, nhưng điều đó sẽ gây ra một thảm họa không hơn không kém. Hết cách, Gento ra lệnh tiến hành triển khai Earth Garon. Cả đội di chuyển thật nhanh, tầm này vội vàng xuân diệu lắm rồi. Mọi công tác chuẩn bị đã được hoàn tất. Earth Garon đang được di chuyển ra bên ngoài hít thở khí trời, kiểm tra đợt cuối hoàn tất thủ tục. Earth Garon được đặt lên bệ phóng chuẩn bị bay mà không cần cánh. Con điên Kaiju côn trùng bên này vẫn đang bận rộn phá hoại mọi thứ mà không biết được mình sắp thành bọ chiên cháy cạnh. Năng lượng trong nó đang tích tụ cực nhanh, một vụ nổ kinh hoàng sắp xảy ra. Nếu điều đó thật sự xảy ra trong 10 km, mọi thứ sẽ bị quét sạch. Nhưng quân đội không hề biết, cứ thế bắn vào bịch bom khổng lồ không hay. Sau một hồi bay đi bay lại, Earth Garon đã có mặt. Gento ra lệnh chỉ huy dừng đội tấn công trên không. Đã đến lúc đội đặc biệt sờ cắt hành động. Vì là nhân vật chính lên, quân đội đành nhường quyền tỏa sáng cho họ luôn. Earth Garon tiếp đất ngầu bá cháy. Có ai giống mưa nhìn con này giống Mecha Godzilla không nhỉ? Hai con quái vật lao vào nhau cho thỏa sức chiến đấu. Không hỏa lực không vũ khí đánh nhau như hai thằng đàn ông luôn. À mà móng tay bạn Kaiju này hơi dài nhé, đề nghị về cắt ngay. Thôi bạn không tự cắt được thì để mình xin cắt dùng luôn nhé. Ăn miếng trả miếng, anh bạn Taganula cũng đánh hỏng một tay Earth Garon. Con robot bắt đầu rơi vào tình thế giàu ăn bất lợi. Phòng điều khiển điện đã bị mất lửa bắn tung tóe. Không có điện họ không thể điều khiển Earth Garon. Hết cách, Gento phải lao ra tìm cách chống trả mà thôi. Nhiệt độ trong người con Kaiju đã lên tới 10.000 độ C. Thời khắc con quái vật phát nổ sẽ không còn xa. Nhưng đúng lúc này, sức mạnh từ Ultraman Raza sáng lên. Nghĩ ngợi gì nữa, nhỉ, thích thì anh em mình nhích thôi. Gento biến hình thành Ultraman Raza ngay và luôn. Con quái vật dị hợm không hay biết đối thủ đằng sau vẫn chăm chỉ hút Tietorium như hút mật. Ultraman Raza định đấm cho phát mà người con hàng nóng quá đi thôi. Nhưng khi quen tay đấm cũng bon ra phết. Đấm được một lúc thế nào lại quay ngay vào ô ăn hành. Taganiller đánh anh gục ngã xong quay lại hút mật như chưa có gì xảy ra. Sao con Kaiju nào cũng ham ăn tục uống thế nhở? Mặc dù điện đã không còn nhưng hệ thống tên lửa ở vai Earth Garon vẫn là khá ok. Niami nhấn công tác bắn tên lửa vào con côn trùng tham ăn tục uống. Nhân cơ hội đó, Ultraman Raza vừa hú vừa lao vào đấm tới tấp như chưa bao giờ được đấm. Trận chiến diễn ra ngày một căng thẳng. Con Kaiju quyết định ra đòn cuối nổ tung mọi thứ. Bên cạnh đó, Ultraman Raza cũng sắp cạn kiệt năng lượng. Cứ tưởng một vụ nổ đã được ấn định sẵn nhưng không, bé ơi. Ultraman Raza ghi mồm con điên hướng lên trời giải phóng năng lượng. Mày xì hơi hết rồi thì giờ tuổi con ngan con à. Xin là xin vĩnh biệt cụ, hẹn gặp lại cụ khi khác nhé. Kết thúc con hàng mềm, Ultraman Raza bay đi mất hút. Dù đã chứng kiến vài lần nhưng Amy vẫn chưa tin đây là sự thật cho lắm. Nhưng cả đội lại không hề biết Gento chính là Ultraman Raza. Họ ghen tị vì anh chiếm hết hào quang rực rỡ. Không sao, buổi đầu ra mắt như thế là quá ok rồi. Đó là động lực giúp họ cố gắng rèn luyện thêm từng ngày. Sang tập tiếp theo, vừa vào cái thì Kaiju trà bá lửa đang dạo bước trong thành phố. Nó đi tới đâu nơi nó nát như tường tới đó. Đó chính là quái thú nhuyễn thể Leviera. 5 flycam siêu to khổng lồ bay tới vây quanh con thú. Chức năng nhả độc được kích hoạt tức thì. Con quái vật tan tuấn hưng luôn. Những thứ xuất hiện trên bầu trời đó là sản phẩm tân tiến mới được sản xuất. Đoạn băng ghi hình con quái thú Leviera được ghi lại đưa tới nhóm đặc biệt Sơ Ca. Mặc dù con quái vật có sức phòng thủ cực kỳ châu bò nhưng lại bất lực trước chất kháng khuẩn của công ty hóa chất Novio. Nhưng họ lại quá lạm dụng loại thuốc này mỗi khi chạm trán. Vấn đề là quái vật chỉ bị đuổi đi chứ không hề bị tiêu diệt. Mỗi khi chúng quay lại, lượng chống khuẩn lại càng tăng. Gần như chúng đã tiến hóa kháng lại chất độc này rồi. Họ không ngờ đến những con quái vật nhân tạo này lại do công ty con của Novio tạo lên. Điều này dấy lên nghi hoặc họ đang thu lợi bất chính từ việc này. Họ biết rằng Sonezaki, giám đốc Novio, từng làm việc tại bộ phận hóa chất GGF, rồi một ngày 18 năm trước ông ta biến mất và xóa hết thông tin liên quan. Sau một hồi đuổi đi đuổi lại, Leviera đã quay trở lại.
Robot Earth Garon đang trên đường tới ngăn cản con Kaiju ngáo ngơ này. Nhìn nhau cái là thấy ngứa mắt, Earth Garon tấn công phủ đầu. Nhưng đòn tấn công lại không hề có tác dụng như mọi người nghĩ. Con quái vật lao tới đang định hôn cho Earth Garon vài cái thì đột nhiên khựng lại. Nó một lần nữa tan biến thành nước và biến mất. Tại công ty Novio, Emi đang đột nhập tìm hiểu thông tin. Đột nhiên tên giám đốc Sonezaki quay lại bất thình lình. Tên này có vẻ không được bình thường cho lắm. Hắn nghe nhạc tự ca tụng mình còn ngồi thiền mới ghê. Sau nhiều lần xuất hiện, sức đề kháng của Leviera đã tăng đáng kể. Rất nhanh thôi, chất kháng khuẩn sẽ không còn tác dụng. Sau khi phân tích, họ biết được các con quái vật khác đều có DNA của Leviera. Đây không thể là điều trùng hợp được. Họ phải báo cáo với tham mưu trưởng ngay lập tức. Mặc dù biết được công ty Novio có liên quan, nhưng thẩm quyền của họ là chưa đủ để nhúng tay vào. Emi sau một thời gian đột nhập khá thất vọng vì việc này. Cô quyết định sẽ lục tung công ty đó lên. Nói là làm, tối đến cô đột nhập vào công ty luôn cho nó nóng. Cô tìm kiếm từng chi tiết nhỏ nhất. Sau một hồi mò mẫm, cô phát hiện công tắc ở trong mắt bức tranh. Một cánh cửa đặc biệt được mở ra. Cô từ từ đi theo tới một mật thất. Tên giám đốc có tư duy hơi độc lạ, bình dương một chút. Emi tìm thấy hồ sơ về loài vô định hình. Trong đó có một sinh vật tới trái đất từ một thiên thạch rơi xuống trái đất năm 2001. Đây chính là hồ sơ tuyệt mật của GGF. Vừa dứt lời, Emi đã bị bắt quả tang tại trận. Tất nhiên thân phận thật sự của cô cũng bị phát giác. Emi ngay lập tức bị bắt luôn, nhưng không biết ai là gà ai là thóc. Thật ra cô cùng đội trưởng đã đồng ý diễn vở kịch này. Tên giám đốc đưa Emi tới một nơi kỳ lạ. Hắn ta cho biết dù láo loạn cỡ nào, Leviera chơi chán cũng quay về đây như là nhà nó vậy. Hắn ta coi nó như một đứa con của mình mới quái dị. Sonezaki đã nuôi cấy rất nhiều tế bào từ GGF để tăng cường sức mạnh cho nó. Hơn nữa, hắn ta còn chỉnh sửa DNA khiến con quái vật tấn công kho hàng. Nhưng mục tiêu của hắn không chỉ đơn thuần là một mình Leviera, hắn chắc có ước mơ trở thành mẹ Âu Cơ đẻ trăm trứng mất thôi. Hắn ta muốn tạo ra nhiều quái vật, sau đó chính tay đuổi chúng đi. Điều đó sẽ khiến người dân Nhật Bản ca tụng hắn không ngừng. Hắn ta sẽ trở thành đấng cứu thế. Emi cho rằng tên này bại não lắm rồi. Vừa dứt lời, cô bị nhốt vào buồng lạnh luôn. Chiêu tướng từ phía sau đội trưởng Bento đi tới. Anh khuyên mọi người hãy đầu hàng. Nhưng Sonezaki Saino liền ra lệnh thuộc hạ tấn công Bento. Emi phối hợp cùng Bento bón hành lũ nhân vật phụ chuẩn chỉnh. Cứ tưởng đã xong, đột nhiên con quái vật thức giấc. Thôi không sao, thức giấc này xong ngủ giấc ngàn thu là chuẩn bài. Bento biến hình thành Ultraman Raza. Hai bên không vội vàng mà từ từ quan sát nhau tí đã. Cảm thấy bị nhìn đều, Ultraman Raza lên gối cho quả vào mặt luôn. Hai bên lao vào nhau gửi gắm những cú đấm yêu thương. Nhưng theo kịch bản, Ultraman Raza bị sức mạnh con quái vật áp đảo. Không hiểu thế nào nó cứ đòi hôn anh. Ultraman cảm thấy mồm nó thối quá mãi mới rút đầu ra được. Bên này Earth Garon cũng vào vị trí tấn công. Một ném khiến con điên mồm rộng đóng băng. Thời khắc quan trọng đã đến, đất diễn của Ultraman Raza đây rồi. Con quái vật ra đi như bao con quái vật khác. Xong việc, Ultraman Raza nhìn Earth Garon cái rồi bay đi luôn. Đúng là phong cách Ultraman kiệm lời hết sức. Tên giám đốc Sonezaki bên này vô cùng thất vọng vì mọi thứ đã chấm dứt. Nhưng may thay, ông ta vẫn giữ được cái mạng là ngon rồi. Phần phim đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại cả nhà vào ngày mai nhé. Nhớ bình luận nhận xét phim cho Mưa nha. Chào cả nhà, lại là Mưa đây. Hôm nay chúng ta tiếp tục khám phá tập 5 của Ultraman Raza nha. Kaiju xuất hiện ngày càng nhiều. GGF đã sản xuất ra loại súng trường mới Mega Shot để đối đầu với chúng. Nó có chức năng tự nhận biết và bắn kẻ thù với tốc độ cực nhanh. Hỏa lực thì không cần phải bàn đến. Mỗi phút nó có thể bắn 30 phát. Trong khi mọi người đang luyện tập, động đất xảy ra bất ngờ. Một cô gái cầm trên tay chiếc loa cảnh báo mọi người họ sẽ đánh thức Dogo-sama mất. Nói xong, cô lao về phía Gento cùng các đồng đội mặc kệ sự can ngăn của mọi người. Không ngờ được, đó chính là người quen của Minami. Cô gái này tên là Mizuho, bạn thời nhỏ của Minami. Sau một hồi chào hỏi với nhau, họ đi tới một góc tâm sự mỏng. Gento được thành viên ở đây cho biết ông bà Mizuho sở hữu một ngôi đền gần đây. Cô liên tục gây rối khiến mọi người vô cùng khó chịu. Mizuho nói rằng quái thú đang ngủ trên núi Kirino gây ra động đất.
Tất nhiên không một ai tin lời nói của cô bé này rồi. Phía bên này Mizuho cho bạn mình xem một bức tranh cổ đại. Bức tranh này là vật gia truyền của gia đình cô để lại. Bên trên vẽ con quái vật Dogo đang ngủ yên bên ngọn núi Kirino hàng nghìn năm rồi. Nó chính là thần hộ mệnh giúp đất đai màu mỡ nguồn nước thì trong sạch. Tất nhiên câu chuyện này Minami cũng từng được nghe qua, ngôi đền trên núi trấn giữ Dogo-sama. Nhưng mọi chuyện bắt đầu không hề ổn khi họ phá ngôi đền để làm khẩu súng Megazord. Họ cho rằng nó đã cản trở đường đi của đoàn thi công. Tất nhiên khi ngôi đền bị phá Dogo sẽ thức tỉnh. Chỉ với bấy nhiêu bằng chứng vẫn là chưa hề đủ. Mizuho có khả năng đặc biệt là nghe được tiếng động vật. Dạo gần đây cô liên tục nghe thấy tiếng Dogo rên đau quá. Bên này Gento cùng đồng đội đang kiểm tra vũ khí Megazord. Earth Garon sẽ đối đầu trực diện với nó. Khi bài kiểm tra đang diễn ra suôn sẻ thì động đất một lần nữa kéo tới, các tảng đá khổng lồ bắt đầu từ từ trồi lên. Con quái thú núi Dogo đã thức tỉnh sau nghìn năm ngủ say. Nhìn Earth Garon ngứa mắt quá, nó ngay lập tức tấn công. Sau một đòn đã khiến hệ thống điều khiển trục trặc, Earth Garon bất lực đứng im mặc kệ con quái vật đi qua người như không có chuyện gì xảy ra. Hàng nghìn năm chưa uống nước khát quá mà. Dogo San uống lấy uống để. Cứ tưởng mọi thứ đến đây là tiêu rồi nhưng không, anh ăn uống lo say lăn quay ra ngủ tiếp. Đúng là hay không bằng hên tí thì toác hết người. Theo dữ liệu phân tích họ cho rằng nó đang dần quen với việc thức tỉnh. Sau tầm một tiếng nữa khả năng nó sẽ thức giấc thêm lần nữa. Một ý nghĩ tồi lóe lên trong đầu anh nhân viên. Anh muốn tiêu diệt con quái vật khi nó đang ngủ. Nhưng điều này đã bị Mizuho ngăn lại. Họ không thể làm thế với một người bảo hộ. Mizuho đưa bức tượng ở đền trước sự ngạc nhiên của mọi người. Cô cho rằng nếu trả nó về trên lưng Dogo, con quái vật sẽ bị phong ấn. Minami quyết định tin tưởng bạn mình, cô xung phong làm nhiệm vụ nguy hiểm đó. Khi cả nhóm đặc nhiệm sơ cát đang trần trừ thì Emi gọi đến. Cô đưa một vài thông tin hữu ích đến cho mọi người. Nhờ vào bức tranh gốc của Mizuho, Emi đã liên hệ bảo tàng và tìm được nhiều bức tranh cùng nội dung. Một ông lão đã đâm vào cuống não khiến Dogo rơi vào giấc ngủ. Nhưng điều này quá nguy hiểm, hơn thế nữa một tiếng nữa mới sửa chữa xong cho Earth Garon. Họ quyết định đặt bức tượng lại chỗ cũ. Nếu kế hoạch không thành công, mọi người đành phải tấn công nó mà thôi. Minami cùng đội trưởng Gento sẽ thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm này. Phía bên này đội sửa chữa đang gấp rút làm việc. Sau một hồi tìm kiếm, họ đã đến được vị trí ngôi đền. Gento mang bức tượng ra chuẩn bị để lại chỗ cũ. Ai ngờ đâu đúng lúc này con thú núi thức giấc. Lần này nó không còn hiền lành như lần đầu xuất hiện nữa. Gento và Minami trao đảo trên lưng Dogo. Thiết bị liên lạc cũng đã bị mất tín hiệu. Hết cách rồi, Gento bắt buộc phải biến thành Ultraman Braza. Ultraman Braza lao vào đối đầu trực diện với Dogo. Nhờ sức mạnh của khẩu súng Megazord, con quái vật áp đảo Ultraman Braza là rõ. May mắn thay bên này, Earth Garon đã sửa chữa thành công. Một pha nhảy vòng bắn súng hết nước chấm được thực hiện. Ultraman Braza bên này cũng không hề ngồi yên. Anh dùng sức mạnh đánh bay Megazord trên lưng con quái vật. Con quái vật quay sang tấn công Ultraman Braza ngay tức thì. Cuộc chiến giữa người 8 lạng người nửa cân diễn ra vô cùng căng thẳng. Bên trên Minami đang cố gắng đi tới ngôi đền. Sau nỗ lực hết mình, cô đã cắm thành công bức tượng vào vị trí vốn có của nó. Đó cũng là lúc con quái vật chìm vào giấc ngủ. Ultraman Braza sử dụng sức mạnh cơ bắp đẩy Dogo về vị trí cũ của nó. Anh vừa bay đi thì ngọn núi bỗng trở lại bình thường. Bên dưới Mizuho đang nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ. Hình ảnh hai cô bạn thân hồi nhỏ được trở về trong chốc lát. Cả đội đã kiểm tra Dogo và kết luận rằng nó đã rơi vào trạng thái ngủ sâu. Hàng nghìn năm nữa nó mới thức giấc. Phần phim đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại cả nhà vào tập sau. Nhớ để lại bình luận về phim cho Mưa biết nha.